Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một ngày thật tươi vui và hạnh phúc. Các bạn nhớ nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chiếc chuông bên cạnh để đón nhận những thông tin thú vị và mới nhất từ kênh của chúng tôi các bạn nhé. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với phần tin chi tiết trong bản tin của ngày hôm nay. Diệp Tử My, người tình màn ảnh của Châu Tinh Trì và cuộc sống cô độc trắng tay ở tuổi U60. Từng là mỹ nhân nóng bỏng nhất nhì xứ Cảng Thơm, thế nhưng Diệp Tử My lại sống kín tiếng cô độc ở tuổi xế chiều. Nếu là một người quan tâm đến giải trí Hồng Kông những thập niên 1980-1990 thì chắc hẳn không thể không biết đến cái tên Diệp Tử My, một trong những mỹ nhân nóng bỏng hàng đầu của xứ Cảng Thơm. Thế nhưng, ở cái tuổi xế chiều, nữ diễn viên lại phải sống trong cảnh cô độc, ảm đạm, khép mình khỏi thế giới bên ngoài, khiến ai nhìn vào cũng phải xót xa. Đã nhiều năm qua rồi, cái tên Diệp Tử My mới được giới truyền thông nhắc lại sau khi vô tình bắt gặp cô ở một siêu thị bình dân. Giờ nếu không để ý, chắc khó lòng có thể nhận ra đây là nữ diễn viên nóng bỏng nhất nhì Hồng Kông những năm 1980. Cô giờ đây già nua, gầy gò và ăn mặc xuề xòa. Khi được hỏi thăm về cuộc sống, Diệp Tử My cho biết, tội ổn, cuộc sống là vô thường, dù không muốn nhưng cũng đành chấp nhận hiện thực phũ phàng. Nói vậy là bởi những mất mát của nữ diễn viên trải qua trong suốt thời gian qua. Từ sau khi bạn trai lâu năm Lữ Tích Triều đột ngột qua đời, cô giam mình trong nhà suốt 2 năm, trốn tránh thế giới bên ngoài, sống khép mình hơn. Còn nhớ thời kỳ đỉnh cao của Diệp Tử My trên màn ảnh nhỏ, cô trở thành biểu tượng gợi cảm của Hồng Kông, khiến bao người ao ước. Thế nhưng, sau khi phải lòng vị bác sĩ giàu có tên là Lữ Tích Chiêu, nữ diễn viên chính thức tuyên bố rút khỏi làng giải trí năm 1992 vì muốn dành toàn bộ tâm huyết cho tình yêu của cuộc đời mình. Được biết, vị bác sĩ này từng có một đời vợ và một người con trai, nên khi đến với Tử My, anh từ chối kết hôn vì không muốn đi vào vết xe đổ năm xưa. Thế nhưng, người đẹp sinh năm 1965 chấp nhận. Diệp Tử My sống trong những tháng năm ngọt ngào của tình yêu, bất chấp việc không hôn thú, chẳng danh phận hay con cái. Cứ thế gần 30 năm trôi qua đi, đột nhiên một ngày, vào tháng 11 năm 2018, Lữ Tích Triều qua đời đột ngột trên máy bay trên đường đi sang Mỹ. Không chỉ mất đi bạn đời, nữ diễn viên còn rơi vào cảnh túng thiếu, không có chỗ dựa kinh tế. Bởi toàn bộ tài sản mà người tình của cô để lại gồm nhà, xe, phòng khám ở Causeway Bay, bất động sản đều được giao hết cho người con trai duy nhất tiếp quản. Tử My chỉ được phép sở hữu căn nhà chung của một người sống từ năm 1992 với giá trị 1,2 triệu đô la. Nhiều người tiếc nuối cho Diệp Tử My hiện tại bởi cô từng có một quá khứ vàng son không phải dễ dàng gì mà cô có thể vươn lên đến vị trí biểu tượng gợi cảm của Hồng Kông. Đó là cả một sự đánh đổi, hành trình dài lao động vất vả. Cô bước chân vào làng giải trí và trở thành nghệ sĩ đài ATV từ năm 18 tuổi. Tuy nhiên, suốt 4 năm sau đó, cô chật vật mãi chẳng có nổi một chỗ đứng. Sau đó, cô chuyển sang đóng phim nóng và đổi đời. Nhắc đến Tử My, người ta sẽ nhớ ngay đến Liều Trai Diễm Đàm, Nhục Bồ Đoàn, Thâu Tình Bão Xám, Thánh Tình. Nữ diễn viên sinh năm 1965 còn từng đóng chung với Châu Tình Trì và được vua hài kịch khen ngợi hết lời. Nhan sắc và hình thể của Diệp Tử My những năm 1980 từng là biểu tượng sexy và mẫu hình lý tưởng mà không biết bao nhiêu người mê đắm và ao ước. Thế nhưng, quá khứ vàng son ấy đã đi xa, nhìn vào thực tại giờ đây, cô phải sống với sự cô đơn ở tuổi xế chiều. Người xưa nói, hồng nhan, bạc mệnh, chẳng hề sai. Tuy nhiên, con đường là do nữ diễn viên tự chọn, những người ngoài cuộc chẳng nên trách móc hay chê bai.